bắp này nhiêu ký hả chị? 80 hả? Hai cục này đủ không chị ba? Chị canh giùm em thử cái này cho nó bao nhiêu ký nè. Cái gì chứ bự lắm á. Mua thêm ba gọi hay thịt đùi gì không? Là nhiêu đấy hả? Cá cốc 200, thác lát 300, mua cỡ nhiêu mới đủ ta? Cái nào? Ký được không? Ký hay sao? Ừ. Chắc là còn chừng 600 kìa. Đâu lấy ra thôi chị? Dân nào lấy thì nào là đang nảo hả? Là hết cá luôn. Ừ, còn thác lát thì nhiều. Cốc chứ 1 ký cá thác lát là nhiêu tiền chị? 300 chứ 120, 420, 400 thì còn thì còn thêm. Để có tổng không đủ. Dạ. Lấy hết cho em cái này luôn. Dạ, đi chị. Là tổng là 30 miếng. 30 miếng. Nhiêu miếng chị? 3.000. Rồi là hết luôn đó luôn. Hết luôn. Về nghỉ trễ. Không còn. Còn còn mới đòn. Đòn hủ lá hả? Ừ, đòn hủ kia non á. Nhà chị dùm kinh phải không chị? Bao nhiêu tiền? 30 miếng, 90. Kề giấy ra thì nó đừng có bể. Ấy nha. Tại vì cái này nó rất là mềm luôn. Đậu hũ giống đậu hũ non á chị. Mềm ghê. Với chị lấy gần luôn, cắm rồi. Cái đó ngon quá không? Cải này giòn. Vớt đi kìa. Bọc gạo giòn hoành tráng luôn á. Bún. Bún. Cho em hết cái đó thì gian ơi. Mà gọi cái này mấy hả? Chị bên này có giò nữa nè. Cái này cái rưỡi năm chục, cả 140 nữa nè. Dạ. Là nhiêu chứ? 140, 150, 200 kg. Đây 200 kg. Đây 200 kg. Rồi, ba bịch bánh chén. Cho em ba bịch bánh chén luôn. Ba bịch bánh chén. 3 cái 4. Ở đây người đẹp đâu rồi? Đẹp mới giờ giao đồ. Nhưng mà về người ta phải ép á, xong rồi người ta cắt khúc 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 vậy nè. Bịch đó tới 5 kg rồi. Vậy là 3 kg. Hay ha. Kinh nghiệm của con như vậy á. Đưa anh Tâm làm không? Tại vì có bánh chén nữa nha. Hẳn lên nha. Rồi. Tính tiền bánh chén luôn nha. 85.000.
chị mời bịch bánh tráng giùm con với ạ. Món của bà để giá sĩ đó. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ, nhóm Thông Nữ Miền Tây xin kính chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Sáng ngày hôm nay thì con Cẩm cùng với là chị Ba có đi chợ để mà mua những cái nguyên liệu hết sức là ngon và tươi luôn, để mà chuẩn bị một cái món ăn đến từ một cái vị mạnh thường quân rất là quen thuộc. Đó là anh chị Dô Trinh nha cô chú, anh chị các bạn ơi. Dạ. Ngày hôm nay thì với một cái nguyên liệu không thể nào thiếu trong cái món ăn này mà cũng khá là đặc biệt luôn. Không biết là ở đây thì Bác Hai với lại Bác Năm là mình có thử qua cái món là mắm tôm bao giờ chưa? Chưa lần nào hết. Vậy là đó giờ là Bác Hai với Bác Năm là chưa ăn mắm tôm bao nghe, giờ. Nghe là mấy đứa nó đi mua về nó ăn đó hay chưa biết ăn ra sao. Dạ. Vậy thì hôm nay cả gia đình của mình sẽ cùng nhau quay quần lại vừa làm vừa thưởng thức cái món là bún đậu mắm tôm nha. Wow. Ăn kèm thì sẽ có thêm đó là phần chả cá chiên nè, không thể nào mà thiếu được cái phần đậu hũ để mà làm bún đậu nha. Món này là mình gói rau nhiều hay sao? Dạ, cái này giống như là mình ăn gỏi cuốn của mình vậy Bác Hai, nhưng mà món này là của miền Bắc. Dạ. Ngày hôm nay thì chân thành cảm ơn tấm lòng của Mạnh Thường Quân, đó là anh chị Dư Trinh rất là nhiều vì đã gửi cái bữa tiệc này đến tặng cho đại gia đình nha. Còn bây giờ thì xin mời anh chị cũng như là các cô chú, anh chị các bạn khác mình cùng nhau xem nhóm của mấy em chế biến và thưởng thức cái món ăn ngày hôm nay như thế nào nha. Dạ, đây là lần đầu tiên làm luôn. Dạ. Mình làm chả cốm á cô chú, thì mình phải sàn cái phần cốm dẹp này trước á, tại vì nó sẽ có mấy cái bụi trong đây nè, mình sàn ra hết luôn. Sau đó mình lấy cái phần cốm này. Nhân thì lên làm cái phần chả cá cô chú, còn Bác Hai thì sắc tàu hủ để mà mình chiên. Ở đây hôm nay mình sẽ có thêm một cái món mà mấy chị em tụi con mới vừa học được. Đó là cốm dẹp, chả cốm á, gọi là chả cốm để mà ăn kèm với lại bún đậu mắm tôm nè. Thì nguyên liệu thì nó sẽ có là cái phần cốm dẹp, rồi thêm nữa là thịt con thấy người ta xay ra, người ta có để tóp mỡ nữa, nhưng mà mấy hai đứa con chế cái món đó chỉ để thịt này với lại cốm dẹp, và đặc biệt là phải có cái phần giò sống này nè, ai thích ăn tóp mỡ thì mình để thêm vô để mình nêm gia vị trộn nó lên cho nó thành cái phần chả. Đầu tiên là rửa bằng nước này trước, rồi xíu mình lên rửa nước sa cây để cho nó sạch. Rửa cái đây, đây rửa cho em đi cho. Nước lớn à. Đúng rồi. Cái này gọi là cái gì? Cái đó hả? Đúng rồi. Không biết nữa, không nhớ. Cái này tí tô hả? Đúng không? Ừ, cái gì? Chắc là tiếp tục. Đây làm gì em? Bún đậu bún tôm. Đó giờ nghe thôi chứ chưa có đi ăn nữa. Biết ăn bún tôm không? Biết. Ăn là ghiền đó. Nghe cái đứa gì nói bún tôm hay gì. Cái gì đó ăn nước mắm. Ai mà biết ăn là ngon lắm á. Đúng rồi. Mình hấp, chị học được là mình đem mình hấp xong cái mình chiên lại.
lại. Mà nếu mà mình ăn mình cuốn á thì mình cắt ra làm hai, hoặc là mình, ai muốn ăn nguyên trái tròn luôn cũng được, có thể ăn không hoặc là cuốn chung gì cũng được hết á. Mọi đứa nắng của mình. Quấn dài dài, quấn vòng vòng từ từ để mà cái miếng thịt nó được tròn và đẹp. Thì bây giờ mình sẽ quấn cái phần giò heo lại nha. Mình nằm quấn đi vậy. Nhà mình chưa có kinh nghiệm trong cái khâu này nha các bạn. Tại vì hồi đó giờ là bình thường mua về chỉ thấy vậy đồ không mà. Mình đâu có quấn lại giống gì đâu. Đồ với lại nước gừng là rất là thơm luôn. Buông đi, buông đi. Wow. Mình khéo quá ha. Hết hả? Bữa này không hết rồi bữa này. Quên lấy cái sủng này. Nhiều mà đông mà thì hết mà. Dạ. Cái bánh chén mình có xách vào đây luôn không ta? Nhiều đi ha. Bánh chén á. Chén để nè. Để bọc để bên đó con. Mình sẽ làm 3 cái mi nha. 3 cái mi khổng lồ. Đây. Chén canh hàng. Theo tôi mắm tôm đi bác hai. Tôi mắm tôm cái này á. Đây. Tôi mắm tôm ngon nhất nách luôn. Ngon quá bừng tới gùng tay luôn rồi nè. Mình cắt miếng dài dài cái mình cuốn luôn hết chứ ngay. Cái này thịt bắp. Dạo tôm mắm tôm. Đây, tôm mắm tôm mình làm sốt đinh xong hết rồi đây. Nó có tỏi, đồ ớt, đồ. Cái đường ngọt đồ vô quá ngon.
thơm, có hạnh nữa, đầy đủ hết. Quá hấp dẫn cái ni bún đậu mắm tôm này cô chú ơi. Bây giờ là mấy chị em tụi con đã sắp hết ra nè, mình còn thêm chả cá nữa. Nè ơi, chả đây. Sắp cái bàn chả lên luôn. Với lại thịt luộc nữa là xong. Đây. Nè. Mày nóng hay nè. Dạ, con lấy mình nữa. Cái giò bự á, luộc nó lâu á, mình xắt cái này trước chứ còn thịt nữa. Mình vỗ tay một cái nha. Trước lúc ăn thì con mời các cô cũng như là các em trong nhà mình cùng nhau mình nâng cái lon lên, mình vô một cái cho không khí nó sôi động nè. Vô có cùi không? Dạ có. Là 1 2 3 quá rồi. Chưa vô mà xỉn rồi. 1 2 3 vô. Dạ. Hồi nãy giờ sau cái công đoạn chuẩn bị á, thì giờ cái món bún đậu mắm tôm cũng đã hoàn thành rồi nha cô chú anh chị các bạn ơi. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của anh chị Xô Trinh rất là nhiều, chị đã gửi cái món ăn hết sức là thơm ngon và hấp dẫn ngày hôm nay tới đây cho đại gia đình nha. Bây giờ thì xin mời các cô chú chị các bạn và mọi người cùng nhau mình thưởng thức cái món ăn của ngày hôm nay nha. Mời cả nhà. Rồi. Cái món này là phải cuốn thiệt là nhiều rau. Ăn đi cho tôi coi, tôi cuốn theo. Người mình miền Tây ăn đồ ăn miền Bắc thì không biết ăn có nhiều thứ cuốn được hết đi. Nha. Yeah. Trời ơi, cuốn hết vô. Cuốn hết vô. Cuốn hết vô nha. Ủa, nãy mình để gì ta? Để cải trước ha, để mà bún để gì để? Cái gì để? Mình thích gì mình bỏ cái đó bác hai ơi. Gì hả? Mấy em nhỏ nhà mình là khoái món tôm lắm á. Chị Nhàn thấy này là không chị Nhàn? Món mới đi chị Nhàn. Chả cốm. Chả cốm. Đúng với cái chắc cốm luôn. Ủa mình lấy gì nữa ta? Để không thể nào mà để hết được luôn. Không để hết được luôn, nó nhiều quá. Để hết là nó ú ụ luôn. Thôi ăn cái cục cà phê đi. Xỉu. Xỉu nha. Để thử. Thôi nếu mà quấn gì thì nó sẽ rất là đầy. Nhiều lắm. Có nhiều lắm. Vậy ăn miếng tàu hủ chứ bạn. Cái này mình gói phần nữa rồi, còn sao nữa, gói phần nữa, còn phần còn lại. Thôi mình gói rồi chị ơi, còn một nữa mình đã chờ cũng sao. Chú Lô Trinh ăn gì, đậu hũ mắm tôm hả? Bún đậu mắm tôm. Trời đất ơi, nhìn rồi sao mà cứ... Bún đậu mắm tôm hả, xin lỗi. Kêu đậu hũ. Trời ơi, cái cuốn. Chấm thử cái nước cái cuốn nè. Súp này thử coi. Nó lòi tùm lum chứ. Bự quá. Sao cố gắng thì cuối cùng nó cũng hả vô được. Trời ơi, nó bự. Bự chén. Cô ba ngon lắm cô ba, ăn thử rồi chấm thử cuốn không? Quá. Nó lòi mỡ rồi. Để sớm được chua chua ngon. Mày quá tải hả?
không ăn hết được, không để hết được. Bự lắm. Cột lươn cái nha chị ơi. Cột cái nữa. Cái nữa. Cái nó bể rồi. Hơi bự. Ngon không kiểu gì? Ngon mà ở tiệm bán không? Nhiều topping hơn. Nói thiệt nha. Quan trọng là mắm tôm á. Có một cô bé cái màu nó khác nữa. Để coi Hương cắn có đứt không nha. Hai cái bánh tráng. Mình nữa là nước tương. Không đứt. Nó ngọt quá. Hai cái bánh tráng. Từ đó cái hình như nào. Đó nó ngắt mà. Còn một cuốn thì ngon luôn kìa. Cái cuốn quá trời bự. Ủa bụng. Rồi sao người ta? Ở chị người ta cắt khúc khúc chi không cắt dài dài gì dễ cuốn hơn nha. Đậu. Ở tiệm người ta bán cái gà rất cuốn gì nè. Có bự như vậy đâu. Mấy cô ăn rồi hay sao mấy cô? Ngon. Chưa ăn được. Ăn lần này là lần đầu tiên hết rồi. Mới biết ăn. Wow. Ăn xong lần này có gì không bác hai? Chắc có quá. Bé nó bị sức rồi. Tì với Tì đi ăn với tên kìa, Kiều Vi nó kìa chấm nhiệt tình luôn. Hay không? Hay không với mình à? Đi mua kìa, 40 ngàn, 2 giờ em ăn không đủ. Bự quá, kèm cái bánh tráng đi. Ừ, ăn cuốn một là no. Cái món này nó nhiều nhiều vậy còn nhiều nữa đó, tại vì tụi con mua như vậy thôi á. Tụi con tiết chế đó. Còn nữa. Còn nữa sao cuốn hết. Cái nhiều đây mà ăn còn ha. Những cuốn này cũng còn lắm. Chế vô qua mượn thôi. Để thứ là có một miếng một á nha, mà còn nó còn nhiều. Trời ơi, món này nó nhiều món quá kìa. Ừ. Quá rồi. Dạ, hấp dẫn quá, hấp dẫn luôn. Trời ơi. Cái gì? Nó bự quá. Cái này miếng thịt nấy quá bự. Trời ơi, cái thịt bự theo. Trời ơi, cái thịt bự kìa. Cắt xỉu. Ăn cái này xong là ai cũng ghiền hết. Ăn nhà ai cũng làm luôn. Mình không lấy được. Mình có thể lấy nhỏ nó ra. Cái gì nè. Em biết nghĩ làm nên té cái bánh tráng là làm thay. Mọi thứ mình đều xé ra. Rồi ai cũng tập trung ăn hết. Ăn cái món này là mình cũng thích hết. Mình phải cắt những nhỏ hơn. Những nhỏ hơn. Rồi mình đều vào mình cho miếng bự không. Không thể nào mà để tẩu được à. Lúc nào nó cũng chù phú hết trơn nhà mình. Chỉ để được
thấy còn món tàu hủ chút ăn sao. Vừa mình ăn cái gói cuốn cái mình lấy một tàu hủ mình ăn sao. Đúng rồi, vậy đây chị ơi. Kèm vô cho nó chắc. Đỉnh ghê. Để cục tàu hủ vô cái nó bự chút. Nó đúng của cái sự gọi là sao ta? Chà bá. Được hơn nè. Ngon quá. Sao chị Nhàn? Tính tiệm chị Nhàn hay không? Ừ. Cái mấy cái món nó lạ không? Mấy cái món nó lạ hơn là món gì? Thịt chả, chả cá này không có. Tại vì ở ngoài lớp người ta xài tới chả gì á? Chả cướm. Ừ. Nè chả cốm nè chị. Với lại nem chua. Ừ, cái này không phải nem chua. Ừ. Cái cục gì đen đen nữa. Dòi, cục dòi. Dòi á. Dòi sụn. Đó đó đó. Cái đó làm cực đó. Tại không biết mình không biết làm cái đó nên không hói á. Nhưng mà em thấy vậy là ăn đã ngon quá. Đúng trời rồi. Hôm sau nếu như mà mình có cơ hội mình làm lại thì mình sẽ phong phú hơn những cái loại topping kẹp chung nữa nha. Dạ, ngày hôm nay thì nguyên gia đình của tụi con có một cái bữa ăn rất là ngon như trước thì các bạn ơi. Và cảm ơn tất cả các cô chú và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.